Xin chào các bạn, hôm nay là sáng thứ sáu ngày 10 tháng 5 2024. Phố Việt Media Michael xin trước tiên chúc các bạn một ngày cuối tuần nhiều hạnh phúc, an lành và thư giãn với người thân. Trước tiên có bản tin từ thành phố San Jose thuộc về Vietnam Town. Thì tuần vừa qua có một cái sự kiện là Coffee and Car của VinFast hợp tác với lại trạm Cream Coffee tại thành phố San Jose. Như các bạn biết, thành phố San Jose là một thành phố đông dân, coi như là đứng hàng thứ nhất về việc hải ngoại là San Jose, kế đến mới tới Nam California và Texas. Thì trạm Cream Coffee là một địa điểm yêu thích của giới trẻ trong khu Việt Nam Town thuộc thành phố San Jose. Mời các bạn theo dõi những hình ảnh kèm theo đây và một số những sinh hoạt cộng với lại những sự kiện phỏng vấn với những người Việt tại nơi đây. Đây là một những hình ảnh mới nhất tại thành phố San Jose, là thành phố đông người Việt sống ở Mỹ nói riêng, ngoài Việt Nam nói chung. Sự kiện của VinFast ở trạm Coffee đó, thì anh thấy xe của VinFast như thế nào anh? Thấy nhìn thì thấy nó tốt, thấy ở trong nó cũng nhìn đẹp chứ không phải giống như cái đồ chơi. Nó thấy mấy xe cái ba ở trong nó giống đồ chơi á, cũng biết. Dạ. Thấy ghế nó cũng dày á, còn sao Tesla thấy ghế nó mỏng quá. Dạ. Ghế dày mà ngồi thấy im. Anh thấy giá cả thì anh thấy được không anh? Giá của một VinFast được không? Thấy gì là cũng rẻ. Dạ. Không biết chạy sao nhưng mà thấy gì là rẻ. Dạ, chút xíu nữa mình test drive luôn đi ha. Lái thử đi cho biết. Tại vì có đứa con á nè, có gì dạ, chạy dạ, nè. Dạ. Cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn anh. Và anh hỏi chị xíu là hồi nãy chị test drive á, chị thấy cái xe nó như nào chị? That is smooth. Thấy không? Với new technology, I like it. Dạ, yeah, thank you chị. Rồi chị thấy lúc mà mình chạy á, cái chức năng mà tự động lái nó có tốt không? Tốt. Mà chị có thử sport mode không chị? Sport gì? Mode á, cái sport á. Sport á hả? Dạ. Yeah. Con chị nó em nó có chỉ á, con yeah. Chị nó có try to press it. Dạ. Yeah, yeah. Ok không chị? Nó giọt không chị? Ok. Xe mình chạy thấy có đầm không chị? Đầm. Đầm êm ha. Đúng. Dạ. Yeah. Thank you chị. Hi. Can I interview you for few questions? So, you test ride the car and how do you feel? Oh, it's very amazing. Yeah, I mean, I would recommend this car to my friends, but I'm still deciding if this car is the best. But you know, in my first experience of driving an EV, I mean, it's great. Yeah. Thank you. Thank you. Nhà chị là bây giờ đang có mấy chiếc xe điện vậy ạ? Bốn chiếc của VinFast luôn hay là của xe, Tesla chị? Xe của chị là xe nào? Xe của VinFast. Ui, bốn xe đều là VinFast hết. Wow. Khách của chúng mình đây. Đó, thế thì là chị cảm nhận khi chị lái xe VinFast thì ra sao chị? Good. Feel okay. Service sao chị? Chị chạy chị thấy cái service sao? Service very good too if you have something wrong. Wow, thì chị gọi. Gì đó gọi anh ta chạy đem xe tới khô wow. Đi lên trên đó. Xong rồi người ta sửa. Ta sửa xong rồi người ta đem lại xe cho mình. Chị có hài lòng về service chưa? Yes, okay. Okay thôi ạ. Uh-huh. Không phải good mà là okay thôi. Okay, that's good already. Okay. Okay là good đó. Uh-huh. Yeah, okay, cảm ơn chị. Và hôm nay chị làm sao mà chị nghe tới cái event này của bọn em vậy? Somewhere in internet or something. Social media. Social. Dạ. And then chết ra thì có thấy cái xe lại VF9 9 nhưng mà chưa. Thế chưa có. Chị còn ý định gọi là mua hoặc là lấy thêm mấy chiếc VinFast nữa. Chị nghĩ là để tụi chị chạy xong cái đợt này coi thử coi là it's good until when, and then chị sẽ tiếp tục. Ok. Dạ, thế thì để em gặp lại chị lần sau tiếp. Cảm ơn chị. Yeah. Yeah. Yeah, be here. Yes. About VinFast. Can I open? Yes. Maybe you have the key? Can I
actually give a nice kick to it. Wait, the key is inside. If you want to pick the sensor, that sensor. Oh wow, that's really helpful. Two Costco trips. Yeah. Or two kids. Yeah. That's really Costco trips stuff, I think. Sorry. One more time. Oh. You don't just tap it in, but give it a nice wow. That's really nice. Let's try it. Swoop. Don't stand underneath. Instead, here. Try and stand on this side. Just wiggle. A little deeper. What? Okay. Only once. Once only. Oh, you're don't do it over and over, but just once. Yay. One more time. Okay. Third time's a charm. But just once. Don't go back. Oh wait, hold on. One more time. I believe in you. Do it. Here. Hold on. I will assist. One last time. Ready? Oh, look at that. You can also open it from the key too. Got it. Thank you. Of course. And so here, come on over here. This key inside. And spin the key, spin the wheel for me. Okay. Go. Oh, dang. I know. Are you going to be the winner for the day? Are you? Will you? And it's fully refundable too. Fully refundable. Yeah, anytime. Yeah, refund to your card. Yeah. Let me go back and talk to my sure. Yes. Yeah. Quay chú cái xe đứng đi quay chứ còn quay chú cái nón đó. Chú chơi gôn, chú chơi gôn bây giờ chú đổi mũ đi. Chú đổi nón đi chú. Bởi vì chú quay cá đi chú, quay cá đi. Rồi mới quay. Không ạ, bọn chú xíu này thôi. Đây nè. Ôi trời ơi. Nón mới đi chơi gôn chú nha. Xe không? Không có xe. Tao đi mua xe, muốn đúc xe. Chú có xe. Cái này là chú thích hơn là. Chú cái đó khác rồi. Thay đổi.
Chúc mừng chú là chúc cái nón. Dạ, cho thấy xe VinFast sao, đẹp không? Thì đúng là đẹp, nó cũng là của Việt Nam mà. Dạ, đúng rồi. Dạ, để con mở cho. Dạ. Chứ Vin. Vin, Vin là Việt Nam. Là Việt Nam á, đúng rồi. Vin dạ. Là Việt Nam. Thế còn Phát là nhanh vậy hả? Dạ, đúng rồi. Phát gặp nhất on the way down, đừng bỏ đồ. Dạ, dưới đây thì con để ít đồ và lên tâm như thế. Rồi, winner, yay! Đó, dạ, đẹp cũng được hết. Nóng đẹp anh. Dạ chào anh. Cảm ơn anh hôm nay đã tới với chương trình lái thử xe VinFast ở tại Grand Central hôm nay. Và sau khi anh lái thử, cảm nghĩ của anh về xe VinFast là như thế nào anh? Anh thấy là vấn đề là xe điện thì tốc độ chạy nó rất là boost, tức là tăng tốc nhanh. Vâng. Thì nói chung thì mình cũng đang thấy chiếc Lexus. Dạ. Thì mình thấy thì cảm giác chạy nó cũng như nhau. Dạ. Chỉ có cái là cái đồ nó hơi nhiều, tại vì một so với chiếc Lexus thì cái kia Lexus đi rồi, thì nói chung mọi cái thì thấy good á, về pin, về điều khiển thì thấy nó cũng như nhau vậy thôi. Còn cái vấn đề nó còn cái độ bền thì thời gian sẽ chứng minh, mình chỉ nói là cảm giác lúc mình lái thử vậy thôi. Vâng. Và nếu anh có cơ hội lấy thử xe VinFast về leasing hay là về mua, anh có thể làm một trong những khách hàng của VinFast không? Cũng được, cũng có cái đó, nhưng mà hiện giờ mình thấy là cái giá nó tương khác so nó hơi cao. Nó so với những cái xe mà cùng thương hiệu, có thương hiệu thì cái giá cung cấp nó cũng nghe nữa. Thì tại vì nếu cùng một cái giá như nhau thì chắc chắn mình sẽ chọn cái xe có thương hiệu. Thì nếu mà theo mình nghĩ là VinFast cũng tiến vô thị trường thì mình làm một cái cuộc coi như là giống như là khuyến mãi hay hỗ trợ giá gì đó để cho cái giá nó hợp lý. Tại vì mình mới ra thị trường mà, cái đó là chấp nhận, giống như cái đó là cái marketing của mình. Nhiều khi bởi vì những công ty như là Tesla nó cũng lỗ, có gì nó lỗ cũng cả 5-10 năm gì đó, nó bắt đầu có lợi. Hình như nó có lợi một vài năm nay. Ra nếu mà nghĩ VinFast cũng đi với chiếc lượng đó có thể là chiếm thị trường nhiều hơn. Dạ. Ok, cảm ơn anh. Cảm ơn anh là hôm nay đã tới lấy thử của bọn em. Dạ, cảm ơn nha. Đi cà phê rất là ngon. Dạ, cảm ơn anh đã tới. Dạ. Chị có vào luôn không em? Chụp cho chị vào luôn đi chị. Bạn vợ ơi, chị đi hả? Cho bạn lên và lại đi. Đây, nếu mà chị ngồi đấy cho em mời chị vào. Em muốn chị đứng ở đây. Đứng ở đây kênh cửa. Đấy, đứng chỗ này em đứng. Không, đấy là chị. Đứng đây và chị đứng gần gần đây này. Để em chụp luôn. Come on, come on, come on.
Okay. Try it again. Spin again. One Ready? More time. One, two, three, go. Thank you. Thank you. Thank you so much. You just have to order a drink. Bring it. Like, give it to them. You get a free drink. Okay. Thank you. But it says it expires. Whoa! Free boba. Oh my God. About your high, the automatic one high. I know. I know. It's low. So xin chào mọi người, hôm nay là rất là vui là VinFast có mặt ở San Jose sẽ tổ chức một cái buổi là lái thử xe và tặng một ly cà phê với trạm cà phê. Thì ở đây là tụi em có chú Văn, thì chú Văn là người chủ xe VinFast. Thì xin hỏi chú Văn là hiện tại là chú đã lấy xe VinFast để trả bao lâu rồi chú? Chú lấy tháng 2 tới giờ. Tháng 2 là hơn 2 tháng rồi. Thì sau 2 tháng chạy xe VinFast thì chú cảm nghĩ gì về xe VinFast mình như thế nào? Nói chung là chạy thì okay, hết tất cả. Bước đầu thì chắc không còn đỡ nữa rồi, nên nếu số tiếng hàng là đúng hết. Cho nên mình cần tới cái sự giúp đỡ của customer service, nói chung là cũng rất tận tình và nhanh chóng để trả thích cho mình những cái chuyện nhất. Thì nếu mà chú so sánh về cái service của VinFast và những hãng khác thì chú thấy service của VinFast hơn điểm những cái hãng khác ở chỗ nào? Thì mình trước đây thì chú chưa có sử dụng xe điện nào, ngoài cái xe điện đầu tiên là VinFast. Thì với lại cái dịch vụ khách hàng thì thấy là khi mà chú có liên lạc thì cũng có cho cái hẹn khoảng 1-2 ngày là tới để xử lý cho cái mà chú đang cần. Vừa rồi thì cũng chỉ có là cái cảm giác là mình chưa biết thì mình thấy nó có trên màn hình nó nổi những cái mà mình chưa biết thì lúc đó mấy anh kỹ thuật tới cũng check lại toàn bộ xe, check lại cái software xe thì cũng nói là không có gì, là họ sẽ giải thích cho chú biết. Thì hiện tại là chú có muốn tìm hiểu thêm về những mẫu xe khác của VinFast không? Thực tế thì chú là VinFast. Ngay từ đầu chú đã đăng ký cái đặt chỗ cái VF9. Bây giờ thì vừa rồi thì lấy cái VF8 thì bây giờ đang cần phải xem lại để hội ý với gia đình xem là để mình tiếp tục cái theo cái đơn đặt hàng VF9 này. Thì hiện tại là cái VF9 thì tụi con VinFast thì vẫn còn offer cái chương trình VinFast là vẫn còn hiệu lực. Thì nếu mà chú đặt thì chú vẫn được những cái discount, 5,000 discount và những cái chuyến đi về Việt Nam á. Thì hiện tại nếu mà chú có muốn lấy chiếc xe VF9 là chuẩn bị sẽ sắp bán ở Mỹ thì chú có thể liên hệ con. Thực tế thì ngày hôm
nay là chú tới đây là để tận một sở kích Vừa rồi là những hình ảnh từ sự kiện của VinFast Coffee and Car 2024 event tại trạm Cream Coffee số 2 thứ Bảy và Chủ nhật vừa qua, ngày 27 tháng 4, 2024 ở thành phố San Jose. Thì như các bạn thấy, những người Việt đã ra thử xe và có những giây phút thư giãn với gia đình.